Thân mến, chào tất cả các bạn. Mình là Văn Toán và là người vẽ tất cả các tranh mà cô Hảo đã bình luận ở trên nhá. Cũng đã rất lâu rồi trên kênh của mình không có bình luận nào cả. Vì một lý do là cô Hảo phải đi dạy học nên đã không bình luận được cho các bạn. Mong các bạn và anh chị em thông cảm cho mình nhé. Sau này mình sẽ là người trực tiếp vẽ và giải thích cho các bạn tất cả các cách thức để các bạn vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh nhất nhé. Trước đây thì mình không đủ tự tin lắm để mình bình luận cho các bạn nghe cả. Do mình bình luận cũng không được hay, nên có gì sai sót cũng mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ là mình muốn hướng dẫn cho các bạn một bức tranh phong cảnh. Các bạn chuẩn bị cho mình dụng cụ đầy đủ nhé. Để vẽ bức tranh phong cảnh này thì yêu cầu các bạn là phải phác hình, phải thật chuẩn nhé. Và tông màu trời hôm nay thì mình cũng có hơi pha một chút màu ngả vàng để cho cái bầu trời nó ấm hơn. Và cách tả là các bạn hãy tả từ phần chân trời lên, từ phần chân trời nó sẽ sáng hơn và nó sẽ chuyển đều lên phía trên cùng các bạn nhé. Bảng màu hôm nay mình cũng sẽ pha trực tiếp luôn để cho các bạn coi. Vì mình cũng chưa quen về bình luận này lắm, đôi khi cũng hơi ngọng, cũng mong các bạn thông cảm cho mình. Đấy. Mà khi bầu trời mình cho một chút vàng là nó sẽ để có cái tông nền trời nó sẽ ấm hơn và cái màu nó cũng dịu hơn, không bị dội quá các bạn nhé. Các bạn phác hình càng chuẩn thì sau khi các bạn lên thì nó sẽ càng đẹp. Các bạn phác hình sai thì lên tranh nó càng khó. Đấy, lại để ý nhất là về những cái phần đường chân trời. Các bạn luôn phải để ý bởi vì phía mặt đất mà càng xa thì nó sẽ càng bằng. Nên là các bạn phải vẽ thế nào để cho nó chuẩn nhất.
Các bạn là chuyển từ đường chân trời mà lên đến trên đỉnh của bức tranh là thế nào này, cho nó phải đều và nó chuyển từ từ nhạt mà lên đến đậm nhá. Các bạn cứ theo tay của mình. Nằm cái lũy phía gần nó bao gồm là màu hồng cánh sen và màu vàng thư và trắng xanh dương. Các bạn pha nó theo tỷ lệ để cho nó không được cho nó lét quá, nếu nó rõ quá thì nhìn bức tranh nó sẽ kéo gần lại, nên là các bạn cứ cứ theo cái tông màu của mình pha, các bạn đi theo thì nó dễ lên nhất. Cái dòng sông này chúng ta đánh dọc xuống nhé, dọc xuống theo chiều đứng của bức tranh, và mặt nước nó sẽ đậm hơn cái bầu trời soi một tí. Tuy đây là một buổi trưa nhưng mà nó vẫn đậm hơn nhé các bạn nhé.
các bạn pha bao gồm đen, xanh lá này, và một chút xanh dương. Chúng ta đẩy cho những cái chân của bụi cỏ ấy nó tối đi một chút và phân định rõ ràng của từng từng bụi cỏ một cây nhé. Cái dòng sông này chúng ta đánh dọc xuống nhé, dọc xuống theo chiều đứng của bức tranh, và mặt nước nó sẽ đậm hơn cái bầu trời soi một tí. Tuy đây là một buổi trưa nhưng mà nó vẫn đậm hơn nhé các bạn nhé. Thank you.
Thank you.
Video đến đây cũng đã sắp hết rồi nhé các bạn. Tuy cũng chưa được hoàn hảo lắm, nhưng cũng có thể giúp được các bạn chút nào đó về cách vẽ nha. Còn các bạn thì sao? Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn đăng ký góc dưới bên phải màn hình nhé. Chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn mạnh khỏe, thành công trong nghề vẽ của riêng mình nhé.